Nếu như bạn đã từng ngỡ ngàng những công trình đậm sắc dân tộc của các nước châu Á, thì ngay bây giờ tại Dubai, các bạn sẽ được tham quan 3 công trình trong vô số công trình hoành tráng ở nơi đây. Bởi Dubai sở hữu những công trình kiến trúc bậc nhất thế giới và mức độ hoành tráng và sự nổi tiếng của nó. Trong video này, Nhã Kỳ sẽ giới thiệu cho các bạn những công trình đó. Đó chính là đài quan sát được thiết kế như một khung hình to nhất thế giới. Chúng ta sẽ tham quan tiếp một bảo tàng được tạo hình elip cực hiện đại và đặc sắc. Cuối cùng là một khu phố cổ bí ẩn, cổ kính tại Dubai. Đó là một khu phố cổ của người Ả Rập ngày xưa. Nhã Kỳ mời các bạn cùng thưởng thức những công trình vĩ đại đứng top của thế giới để thấy được vì sao Dubai là một nơi thu hút hàng triệu khách du lịch đến đây mỗi năm. Đây chính là bảo tàng của tương lai, bảo tàng kim loại 7 tầng, cao 77m. Thiết kế hình elip, mặt bên ngoài tòa nhà có khắc câu nói nổi tiếng của thủ tướng UAE bằng tiếng Ả Rập khá là ấn tượng. Tương lai thuộc về những người hình dung được, thiết kế được và thực hiện được. Tương lai không phải là thứ mong chờ mà là thứ tạo ra được. Đổi mới không phải là một thứ xa xỉ về trí tuệ. Đó là bí mật đằng sau sự tiến hóa và trẻ hóa của các quốc gia và dân tộc. Để tạo ra vẻ bề ngoài đầy phức tạp này, các kỹ sư đã phải sử dụng tới những hệ thống robot phức tạp để sản xuất hơn 1.000 tấm che mặt tiền khác nhau. Sau đó, họ mất khoảng 18 tháng để lắp đặt các tấm này vào khung kết cấu của tòa nhà. Một hệ thống đèn LED cầu kỳ cũng được bố trí để chiếu sáng rực rỡ. Sau khi rời bảo tàng tương lai của Dubai, thì chúng ta cùng đi khám phá, chụp ảnh tại Dubai Frame nhé. Dubai Frame là một đài quan sát, là bảo tàng và đài tưởng niệm ở công viên Jabil. Nó giữ kỷ lục về tòa nhà khung hình lớn nhất trên thế giới. Tòa nhà có chiều cao 150,24m và rộng 95,53m. Tòa nhà chủ yếu phục vụ như một đài quan sát, cung cấp tầm nhìn ra Dubai cũ ở phía Bắc và các phần mới hơn ở phía Nam, khai trương vào tháng 1 năm 2018. Chào tạm biệt Dubai Frame, chúng ta xuất phát tới khu phố cổ Bastakita, khu phố lịch sử Al-Fahidi thường được biết với tên gọi là Al-Bastakiya. Khu phố Bastakiya là một kho tàng lịch sử nằm giữa Dubai Cree và Bur Dubai, là khu dân cư lâu đời nhất của Dubai. Nơi đây tập trung các tòa nhà màu cát của tuổi đời hàng thế kỷ, gợi nhớ đến Dubai ngày xưa trước liên bang. Thị trấn Al-Bastakiya chủ yếu được xây dựng vào những năm 1890 bởi những người nhập cư từ thương nhân Ba Tư đến từ một thị trấn có tên là Bastakiya ở Iran. Sau khi cải tạo một số tòa nhà vào những năm 1980, chính quyền Dubai đã quyết định bảo tồn khu vực này như một khu di sản và công việc trùng tu mở rộng đã được thực hiện vào đầu những năm 2000 trước khi địa điểm này được mở cửa cho du khách. Khu phố cổ nằm im lìm trên sa mạc, những con hẻm đi vào càng sâu thì càng hẹp dần. Người Ả Rập làm như thế để ngăn chặn những xe tăng hoặc xe kéo đi vào. Bên cạnh đó là những ngôi nhà với thiết kế tháp gió truyền thống, làm cho du khách du lịch tới nơi đây cảm thấy thích thú. Đây là hình ảnh hết sức sáng tạo của người dân khi xưa trong việc khắc phục khó khăn, khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên, đặc biệt là vào mùa bão cát. Nơi đây giống như bước vào một nơi đã bị bỏ qua và lãng quên, với mê cung hấp dẫn của những ngõ nhỏ và ngõ hẻm. Du khách có thể tận hưởng một khía cạnh của Dubai mà nhiều người vẫn chưa biết đến. Bất cứ nơi nào bạn nhìn vào, bạn sẽ tìm thấy những phòng trưng bày nghệ thuật nhỏ, cổ kính và rất nhiều cửa hàng nhỏ, nơi bạn tập trung những người bán đồ gốm sứ của họ. Khu phố Al-Bastakiya là một nơi còn lưu lại những ký ức Ả Rập xưa cũ và đầy cổ kính, được xây dựng vào những cuối thế kỷ 19.
Đây từng là nơi buôn bán sầm uất của những lái thương dệt may, ngọc trai. Những tòa nhà này được làm từ san hô, bùn, thạch cao và gỗ cọ. Thuyền dùng để đua trong cuộc thi đua thuyền các bạn. Thuyền thì có 78 tay chèo. Chiếc thuyền này được xếp hạng nhất trong lần đầu tiên tham gia cuộc đua năm 1972. Xem hết video của mình. Các bạn hãy cùng đón chờ phần tiếp theo của Dubai nhé. Tạm biệt các bạn trong video lần sau.